Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của Plan vs Zombie phiên bản lai tạo. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok mọi người, và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với clip tiếp theo ngay và luôn. Let's go! Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với con này nhá. Hôm qua thì mình nghe mọi người comment đấy là con này nó rất là mạnh. Mạnh như thế nào mình chưa có biết. Tuy nhiên đấy là mình vẫn luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu những comment của mọi người. Cho nên là nếu như các bạn có góp ý gì đó hữu ích ấy, các bạn cứ góp ý xuống dưới, mình sẽ tiếp thu ở những clip tiếp theo. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quẩy ngay vào luôn nào. Ua, con gì nó nhảy nhảy đây các bạn. Vãi lều, rồi có thêm cả Michael Jackson rồi này. Để tất nhiên phải cho mấy con này vào rồi. Hình như là bây giờ mình phải bỏ lại một con đấy các bạn. Chính xác là mình phải bỏ lại một con. Tức là bỏ lại con mìn. Con mìn nó không đồng thôi à? Mình nghĩ là không nên bỏ lại con mìn không đồng, mình nên bỏ cái cây đi. Con mìn này nhiều khi nó cũng khá là cần thiết đấy. Hôm qua thì anh em cũng kêu mình ấy là... Ui, cái mộ ở ngay đây này. Anh em hôm qua cũng kêu mình ấy là xếp cho nó thẳng hàng vào và không nên xài mấy cái đào mộ, mấy phần đầu ấy. Nhưng mình nghĩ là nên đào đấy các bạn. Bởi vì đào cái này nhiều khi nó cũng sẽ giúp cho mình có được một cái gọi là ngăn chặn. Đấy, nó có một cái này này. Thì mình có thể ngăn chặn được zombie từ đầu. Mình thấy nó cũng khá là ngon các bạn ạ. Đây, mình đặt một cái này ở đây. Và mình sẽ đặt một cái này ở đây. Đó, thì đầu game mình có thể gọi là tiết kiệm được một chút. Và mình sẽ xây một con này. Đó, mình sẽ tiết kiệm được một chút tiền. Mình nghĩ là cách này là cách hiệu quả nhất mà mình có thể chơi. Đó, tí con này nó đạp vào đây là nó sẽ bị dính bẫy này. Không biết là mọi người thấy sao. Mình riêng cá nhân của mình thấy là đặt như này thì nó khá là hiệu quả. Mình sẽ đặt một cái cây lửa đây đấy nhá. Tầm này có cái gì thì ấy, có mấy cái này cứ đặt đi. Nó khá là ngon bởi vì là nó không chỉ là đào mộ mà nó còn ra thêm một cái cây nấm nổ ấy nữa. Và khi mà nó nổ được mấy con kia đấy thì mình sẽ được thêm kinh phí. Đây là cá nhân của mình thấy nó ngon các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Đặt ra nó nổ mấy con này thì mình sẽ được thêm tiền đấy. Đây là đầu game mà có con này và nó rất là khỏe này, các bạn thấy không? Con này mới vào thì nó bắn toàn map cho nên là ưu tiên xài nhá. Xài thêm một con này nữa. Đặt thêm cái này nữa, chắc là mình phải làm thêm một cái này. Làm hai cái này để bảo kê hai cái dãy gọi là hoa mặt trời đây này. Nếu mình mà không bảo kê được mấy cái dãy hoa mặt trời đây thì xíu nó dã thì mình nhấc cái người luôn các bạn ơi. Đây là cái việc mà bảo kê mấy cái hoa mặt trời nó khá là quan trọng. Và cá nhân của mình thấy là nó khá là cần thiết. Không biết là mọi người thấy sao, chứ riêng cá nhân của mình thấy là nó khá là cần thiết. Và anh em có kêu mình ấy là càng chơi về sau nó càng khó. Đó, nhưng mà vẫn phải cố gắng đấy các bạn ơi. Khó đến mấy thì cũng phải cố gắng vượt qua chứ đúng không? Xây thêm một cái này ở đây nữa. Cho gì nó bắn cho sướng mồm đi. Đó, tầm này mình cần phải có một cái hàng rào bảo vệ. Mình nghĩ là mình cần phải có một cái hàng rào bảo vệ trước đã. Rồi tính cái gì thì tính các bạn ạ. Không có hàng rào bảo vệ thì hơi khó. Đó, tầm này là mình bắt đầu xây được thêm mấy cái con phòng thủ rồi. À quên, muốn test thử cái này xem nó là cái gì. Chắc tí đông đông bởi vì là nếu như mình nhớ không nhầm thì cái cây này là bom băng. Nó sẽ đóng băng toàn bộ map lại. Nó đóng băng toàn bộ map lại thì phải. Và sau đó nó làm cái gì nữa thì mình không biết nha. Nó có mấy cái kiếm kiếm mà nhìn như kiểu mấy cái kiếm ấy các bạn ạ. Nó bao nhiêu, 250 mới đủ đúng không? Nổ. Ui, còn chưa kịp nổ này. Cái gì nó nổ đấy nhỉ? Rồi, xây thêm một cái con này ở đây nữa. Rồi, thêm một cái che chắn nữa là xong. Đó, bây giờ thì cái đội của mình nhìn có vẻ khá là ok. Ba con dê rồi đấy. Không đến mức tệ nữa rồi. Boom, khá là mạnh. Rồi, mình sẽ đào mấy cái mộ ở dưới đây nữa các bạn ạ. Đấy, có gì mình cho cái cây ăn ở đây này. Đó, là hợp lý nhất. Mình sẽ xây mấy cây mạnh mạnh thôi. Đây, test thử cái cây này ha. Là cái gì vậy? À, nó sẽ bắn toàn map như thế này à? Ui, nhìn có vẻ mạnh ấy nhở. Kiểu là mưa đạn đấy các bạn. Và cuối cùng nó sẽ đóng băng. Ngon. Đánh giá, mình đánh giá là khá cao. Ủa, sao cái con này của mình mất rồi? Mình chưa kịp nhìn nữa. Ở nhiều đấy mình để có hoa ăn thịt đâu. À chưa để, đó là quả mìn. Mình mới chỉ là định để có hoa ăn thịt thôi. Mà quên mất nó là cái quả mìn. Ui, cái con này nhìn khỏe đấy. Ui, vãi lều. Hoa ăn thịt, hoa ăn thịt. Ủa, hoa ăn thịt mình có xây rồi mà. Đó, nhìn cái đội của mình bây giờ thì ai còn chê được nữa đúng không? Đội của mình giờ nhìn khỏe vãi. Khỏe vãi à. Ui, sao cái con này nó khỏe đấy. Ui, vãi lều, con này nó ăn gần đi con này rồi. Lại xây lại. Đó, tập này mình cứ xây lại là ok này. Con này nó khỏe dã man luôn. Khỏe đến mấy thì cũng phải đi thôi em ơi. Khỏe đến mấy thì cuối cùng cũng phải gọi là nằm trong đây. Ôi, quên mất. Quên mất. Đây mình phải xây một cái cây hoa ăn thịt. Hồi nãy mình tính xây á. Mà cuối cùng mình bị quên mất. Đấy.
Với cái mức độ gọi là bảo vệ như này thì mình nghĩ là mình sẽ không thua nổi hết đâu. Màn này cũng sẽ là gọi là một màn chiến thắng thôi. Ai cũng sẽ phải đến lúc thua đúng không? Nhưng mà mình mong là mình có thể gọi là chống đối được tới cái màn cao nhất có thể. Các bạn chơi thua tới màn mấy? Ui sao nhưng mà mình có một cái dấu hiệu chẳng lành các bạn ạ. Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt đi bọn này. Ui, con này đội cái mũ thì nhìn tớm lỡ bên này. Các bạn nhìn này, con đội nguyên cái mũ nhìn thì kiểu mũ chiến binh ấy. Nhìn ghê gớm quá. Cho nên là chúng ta phải gom ghế lại. Rồi nhá. Cái này, đó. Đặt nhanh là được các bạn ạ. Mấy cái này chúng ta cần đặt nhanh tay một tí là được. Là chúng ta sẽ có gọi là quân đồng minh. Quân đồng minh để chống của nó. Hoặc là mình có thể xài cái này cũng ngon này. Ủa, con này một mình nó cân lại tất cả quân địch mà. Đúng là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của mình các bạn ạ. Ui sợ, mắt đỏ luôn, mắt đỏ hoe luôn. Nhờn với chúng tôi, anh mắt đỏ. Ê, tầm này là dùng feed mấy cái khoai tây lại được. Ơ, ủa, mất cái cây kiểu. Rồi, mất thì chúng ta xây lại, không sao hết. Ủa, bọn này nó đông đến mấy thì gặp cái team này của mình chắc cũng thua thôi các bạn ạ. À, bắt đầu tháo mấy cây ra, đổi vào mấy cây dưa hấu các bạn ạ. Dưa hấu băng. Mình thấy mấy cây dưa hấu băng khá là ngon. Sai. Không khéo mình có thể phá đảo cái game này mà không thua một trận nào không nhỉ? Viễn cảnh nó nghe đẹp quá chứ. Cái viễn cảnh mà phá đảo mà không bị thua một trận nào mình nghe thấy khá là đẹp đấy các bạn ạ. À, bắt đầu đảo mấy cây ở giữa ra. Mấy cây dưa hấu này cho ở giữa thì nó mới gọi là thể hiện tốt nhất cái năng lực cũng như là trình độ của nó được. Mày bơm. Được một ít anh em ơi. Khá là ngon. Ủa, những cái đội quân của mình càng ngày càng hùng hậu mà nhìn nó thấy phê, nhìn mà thấy tê luôn các bạn. Đây, mình sẽ cho cái cây này lên đây này. Đó. Cái con Michael Jackson đầu đội mũ cối luôn à. Thế thì bạn xứng đáng nhận được một món ăn cực kỳ là ngon. Ôi, đó, quay trở lại và tấn công những người đồng đội của mình đi. He, 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 he. Ủa, tính ra mấy cái con này cũng mưu hèn kê bẩn phết đấy chứ nhỉ. Khiến cho quân địch là phải gọi là quay lưng với những người đồng đội của mình. Mà không như vậy thì làm sao chiến thắng đúng không? Cuộc chiến nào cũng cần phải có những lúc như thế mà. Ủa? Xong đặt được cái này rồi các bạn. Mình đặt được cái này nhưng mà mình không đặt được cái kia. Để không thật. Thế là mình đặt lên đây đi. Đó. Mấy con băng này đam nó to quá. Cho nên là nó khá là ngon. Ui sao cái con này không được nha. Boom. Nhân. Rồi mình phải làm thêm một cái chậu nữa ở trên đây. Rồi sau đó là mình sẽ phải lấy cái này che vào. Hợp lý. Ui. Bây giờ mới tới cái turn thứ hai các bạn ạ. Ơ, mất cái cục ở đây rồi. Mình nghĩ là mấy cái turn này mình phải xài thử cái quả này đấy các bạn ạ. Quả này nó khá là mạnh. Cho nên là cần một cơn mưa băng giá. Ui, nổ luôn kìa. Tại sao nó có thể nổ được mấy quả như thế nhỉ? Nhìn áo loay ken. Rồi xong. Sau khi nổ xong thì nó sẽ gọi là đóng băng. Mạnh nha, mạnh nha. Đội quân này khá là mạnh nha. Ui sao nó nổ vậy? Mình không biết. Mình không để ý tại sao nó nổ luôn đấy các bạn ạ. Sorry mọi người nha. Tại vì mình không để ý thật. Mình không biết tại sao nó nổ luôn. Đây mình sẽ để cái này nha. Nó mà ăn này là mình để cái này vào đây là nó đớp với cái này nó toang các bạn ạ. Con này nó ăn nhanh quá vậy. Trời ơi. Ê à. Ui may thế. Sorry mọi người, hắt gì. Đấy để cái này đây. Cuộc chiến đang đến hồi gay cấn. Đây là đôi khi hắt xì. Ủa gọi là tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Quá nhiều tiền các bạn ạ. Rồi, công nhận là cái chiến thuật nuôi 6 bông hoa đủ các bạn ơi. Các bạn phải xây 6 bông hoa chứ. Các bạn mà xây nhiều hơn 6 bông hoa thì tỷ lệ các bạn thua là cao lắm. Đấy, bắt đầu xây mấy cái kia lên cao hơn rồi cho thêm mấy cây này ra. Bắt đầu tiếng kêu nó ghê gớm hơn rồi đấy. Không mất một xe luôn. Hình như mấy tập trước mình chơi là mình mất xe. Tập này mình chơi mình không mất xe luôn các bạn ạ. Ê, cơn mưa băng giá. Ui, bá đạo giống như kiểu là ultimate đấy các bạn ạ. Người ta gọi là phòng thủ tuyệt đối các bạn nha. Một chút phòng thủ tuyệt đối nha. Đó, bắt đầu nâng tầm của mấy quả ốc chó này lên thì mới có đất để xây cho mấy cây kia đấy các bạn. Đó, phải nâng tầm cái ốc chó lên thì mới có đất để xây thêm mấy cây khác. Không, chúng ta không có đất để xây mấy cây khác. Nhưng mà riêng cái team của mình tầm này nó quá là mạnh rồi. Không mất nổi một cái xe. Mình thấy trong cái tựa game rồi đấy. Chỉ cần chúng ta gọi là đép ở đầu game nó khỏe một tí thôi. Là tí nó khúc giữa khúc cuối thì nó đỡ hẳn luôn đấy các bạn ạ. Đó.
bắt đầu thiếu thốn về mặt tiền bạc rồi đấy. Cái này mình đào mấy cây nó trả tiền cho mình không ta? Không trả tiền. Hình như là phần 2 hoặc là phần zombie cũ là khi mà mình đào ra nó trả tiền cho mình hay sao á. Thế bản này không thấy các bạn ạ. Ơi. Này chuẩn bị đổi cái này con này. Đổi nhanh này được này, mày ăn đi. Ăn là đổi qua con zombie to à. Bây giờ nó còn không đẩy vào được nữa thì cần gì phải đổi đây, thế là đổi lại cây này. Con này nó yếu quá. Ơi ơi. Thắng cái này. Ui, cái lá bèo này như bắn được các bạn ạ. Lá bèo này như bắn được hay sao đấy, bựa vậy. Để test thử xem là cái lá bèo bắn trông nó như thế nào. Ồ. Là bắt đầu tới màn nước rồi các bạn. Ủa? Sao mấy cái này cảm giác nó bị mất thế này? Từ từ nhá, vậy là mình không cần nấm lắm đâu các bạn ạ. Mình nghĩ là bắt đầu tới màn này mình. Nhưng mà cái này vẫn ngon các bạn ơi. Cái này thực sự vẫn là ngon nhá. Mình bỏ cái này đi. Ủa, cái này có cần không ta? Từ từ nhá, nhiều khi nó cần đấy. Bỏ cái đào mộ đi. Buổi tối không cần cái đào mộ này. Mình đang suy nghĩ là mấy cái này có cần không? Mình có thể đặt trực tiếp không? Ồ, đặt trực tiếp được thì khỏi cần cái này. Bởi vì nhiều khi bị bẫy đấy các bạn. Cần một ít lá bèo này. Cần trồng cái cây nữa này. Hai cái bèo này bắn được ấy. Cho nên là cá nhân của mình thấy nó khá là ngon. Ờ, xây thêm bèo đi. Đó, mình sẽ xây một cái cây này ở đây nha. Có gì nó bắn lan luôn được các bạn ạ. Hơi sai lầm một chút đấy là mình không có sử dụng mấy cái cây kia các bạn ạ. Bèo này có bắn này. Ui, cây bèo này khác gì cây pe cái đâu. Khá là ngon nha. Vậy là tính ra cái bèo này khá là ngon. Bèo này nó bắn được cho nên là giờ mình sẽ không lo về vấn đề ở dưới các bạn ạ. Vấn đề ở dưới bây giờ là gần như là xong xuôi đầu đuôi câu chuyện rồi nha. À, để một cái này đây. Trời ơi, lẽ ra mình để cái nấm ấy các bạn ạ. Đúng là kém cỏi. Mình để cái nấm ấy nó sẽ ngon hơn. Hơi tiếc. Để cái con này nó không đồng ấy. Không đồng vẫn được mà đúng không? Để đi, nó vẫn bắn mà. Thế tại sao mình không sử... Nó ngủ. Nó không bắn các bạn ơi. Vai lều thanh niên. Tưởng nó bắn hay ngờ nó không bắn các bạn ạ. Buổi sáng nó ngủ nó chỉ để này cho đẹp thôi. Khắm thế nhờ. Mình tưởng nó bắn cơ. Ai ngờ câu trả lời cuối cùng là không có bắn. Nhưng mà cái cây dưa hấu này mình nghĩ là cần thiết đấy các bạn ạ. Cây dưa hấu này có thể gọi là giúp đỡ mình rất là nhiều. 100 cơ à. Được rồi. Lại để lấy cây dưa hấu đây cho chúng nó đồng. Cây nó không bắn các bạn nhé. Giờ cách nào để dành lên 250 thì ngon. Trời ơi. Cái con này nhìn nó hùng hổ vậy. Làm sao thắng được chúng nó đây. Cây này tiếp à. Xây thêm một cây này đây nữa. Ui. Con này càng ngày nó càng đông rồi các bạn ơi. Không, mình có thể xây mấy cây để chắn đấy. Mặc dù nó ngủ nhưng mà vẫn có thể xây để làm lá chắn được mà đúng không? Vẫn cứ là ngon nhá. Ui, đi qua rồi này. Mình tốn quá nhiều tiền để xây mấy cây này các bạn. Chứ là tốn tiền để xây mấy cây này. Ôi, cái gì này? Ui, sao con này nó trâu vậy? Ôi, vãi lều mất luôn một cái hàng rồi. Thật không phải ngờ tới luôn các bạn. Ui, vừa mới không để ý ở phía trên một tí. Cái con này nó khỏe quá các bạn ơi. Nhìn có vẻ hơi toang rồi đấy. Đợp luôn. Ê, trời ơi. Nối giáo cho giặc rồi các bạn ơi. Trời ơi, tại sao tôi có thể gà này được? Không sao. Bình tĩnh lại mà chơi. Ơ, à, cái hàng này sắp mất luôn rồi. Làm sao lấy 200 đây nhở? 200 để cho con kia về để nó gọi là phản bội là những người đồng đội của nó. Cái giá để phản bội là những người đồng đội của nó là 200 đồng. 200, một chút nữa thôi. Một chút nữa, làm ơn. Đây rồi, cây phản bội. Ơi. À, đúng là một ngày đen đủi mà không sao. Giờ mình không cần phải lo về cái hàng ấy nữa. Ít nhất là như vậy. Ít nhất là tới thời điểm hiện tại mình không còn lo cái hàng ấy nữa các bạn ơi. Hơi buồn một tí. Hơi chậm một chút các bạn ạ. Nó là... Ê! Trời, cái này bị cái gì vậy? Trời ơi. Mất cái cây 300 rồi các bạn ơi. Lẽ ra mình nên mua cái pia. Mua cái pia thì cảm giác nó sẽ ngon hơn đấy các bạn ạ. Sai lầm mình không mua cái pia rồi. Mua mấy cái này cảm giác là yếu đuối quá. Ơ, sao lại bước qua đời nhau nữa thế này? Ô vãi cả lều thực sự ạ. Nó bước qua đời nhau luôn kìa. Rồi cái tầng này lại nhìn còn khoai thế này. Sao đây? Sao càng chơi đấy càng thua này. Làm cái cây đấy coi. Ui, ăn phát mất luôn cái cây này. Ôi vãi lều ạ. Thôi xong. Lần này mình nghĩ là mình sẽ thất bại rồi. Vừa mới kêu là sẽ rất khó có thất bại đầu tiên. Ai ngờ mới vào thất bại luôn. Ui giời, Michael Jackson như thế này thì vừa khó vừa khoai vừa dai vừa rẳng các bạn ạ. Mình cũng hết mấy cái xe rồi. Ờ, có thêm con bật đế nó nhảy qua nữa. Thua rồi. Vãi lều.
Bây giờ rút kinh nghiệm các bạn ơi, không nên chơi cái dưa hấu đầu, cái dưa hấu gà quá, cái dưa hấu quá là gà nha các bạn. Trời ơi, nói mà tức cái lồng ngực luôn đấy. Lại các bạn ơi, mình nghĩ là lần này mình sẽ thông minh hơn, mình không ngu như hồi đấy nữa. Đây, cây này cần này, mấy cái nấm cho nhót đi. Đây. Trời, nói một hồi cây mất hết cả hơi luôn các bạn. Thôi bỏ cái này vào đi, cái này thì nhiều khi nó không đồng nhưng mà nó đưa ra làm lá chắn được. Trời ơi, nhục nhã quá anh em ơi. Đây, đầu tiên là cứ làm mấy cây đi. Này, cái cây này cần nhá, cây mìn này cần nhá anh em, rất là cần luôn. Không biết như nào nhá, nhưng mà cứ gọi là cần đi. Đó, xây thêm mấy cây nữa, xây thêm, đó, cần hoa. Nói chung là đầu game của chúng ta rất là cần mấy cái đồ gọi là cho ra tiền. Đấy, cần hoa, cần đồ cho ra tiền nhá. Một bông hoa ở đây nữa này. Rồi, một quả này ở đây. Mình nghĩ là mình sẽ phải chiến thắng các bạn ạ. Đó, đầu game mình xây mấy cái này thôi. Còn hơn là một xây một cái dưa hấu nhưng mà không phải là khi nào nó cũng bắn được. Nếu mà xây một cái dưa hấu khi nào nó cũng bắn được thì nó sẽ khác. Bài học nhé các bạn. Bài học rút ra của mình ấy là không nên ngu. Chính xác là không nên ngu các bạn ạ. Ơi, làm sao để ăn được cái con này đây? Sao mới vào nó cho một cái bài toán khó giải rồi. Nào, 100 đi, 100. Đây rồi, phải có cái này các bạn ơi. Phải có cái này ấy, nhất thiết là phải có một cái này ấy. Đó, bắt đầu cảm giác là cuộc sống nó dễ thở hơn rồi đấy. Không biết là con địch nó có con nào bắn lại mình không ta? Hình như là không thì phải. Ơi, bắt đầu xây mấy con này nè. Đó, cảm giác cần thiết nó bắt đầu tới. Và mình có thể làm được những điều con này nổi lên. Ok này, đẹp rời luôn. Thêm một con ở đây nữa. Ui, đấy, cái con này nó bắn lan ra khắp map được các bạn ơi. Mấy con kia nó không bắn lan ra khắp map được. Cho nên là cái con này vẫn luôn là cái sự lựa chọn ngon nhất nhá. Con băng này vẫn luôn là sự lựa chọn ngon nhất. Thực ra thì cái con kia cũng được á, nhưng mà không ngon được con băng đâu. Cho con này đây, đập nó. Ôi sao cái đàn này bị mất rồi. Ôi vãi lều, cái này giờ bắt đầu quản lý nó hơi khó đấy. Quản lý gọi là mấy cái này nó hơi khó anh em ơi. Ôi ôi, bắn khắp nơi trên toàn thế giới nào. Ôi ôi, mình có phải xây mấy con đây để có gì nó bảo kê nữa các bạn ạ. Sao quân địch nó bắt đầu nó đông thế nhở? Cảm giác là càng chơi chung nó càng đông hay sao ấy. Được từ một ưu phàm mặt trời này. Không sao các bạn ơi, vẫn trong tầm. Ui, Michael Jackson ạ. À, Michael Jackson này nó khỏe lắm. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ làm được các bạn ơi. Có Michael Jackson này đầu nó hơi ghê tí. Mình sẽ cho cái này ăn đi. Ăn đi rồi quay trở lại phản bội những người đồng đội của mày. Hợp lý này các bạn ơi. Cảm giác là vẫn có thể thắng được nha các bạn. Nhìn thì nó hơi khó, hơi khoai, hơi sai một tí. Nhưng mà không gì là không thể đâu. Nhìn khốn khổ đấy nhở. Nhìn khổ thật đấy các bạn ạ. Đây, lấy một ít thức ăn của mấy con kia ra. Cái gì đây? Che mất rồi. À, cái cây hoa ăn thịt à. Cũng may là mình có, à đây, có thêm cả cái mưa nữa. Thả mưa xuống. Ui, lợi thế chưa? Cây này ngon đấy. Ui, đúng là cơn mưa băng giá phá tan mọi sự hận thù. Ở đây có một cái cây này nữa. Được, cái cây dưa hấu ở tầm này cho ra là đẹp này. Mấy cây dưa hấu tầm này cho ra là beautiful luôn. Ở làm một cái này đi. Beautiful. Ui, nổ mà không đi kìa. Vãi lều. Nó nổ mà con Michael Jackson nó không chết luôn anh em ạ. Ác bá thực sự luôn đấy chứ. Trời ơi, sao nhìn nó nguy hiểm quá vậy. Chết rồi. Sai rồi. Sai từ cái nhìn đầu tiên rồi. Ôi, có cái gì không? Có gì phòng chống không? Có gì nổ không? Thôi cho con này vào đi. Giờ có gì? Ui sao nó nhiều quá. Bắt đầu cơn mưa băng giá. Cơn mưa băng giá chưa hồi à? Min, hết min rồi. À đây có con này, mày quá. Ăn đi. Ê, con này nó làm sao? Nó nhảy qua đây rồi. Ui, vãi lều. Oh my god. Bất ngờ đấy. Sao tự nhiên nó có con nhảy qua được vậy? Đâu rồi? Ôi, nó có mấy con nhảy qua nè. Vãi lều thật. Ôi. Vâng. Ôi, con đi. Con mua băng ra. Ôi, vẫn mất xe các bạn ơi. Sao mà nhìn chua thế này? Ui ôi. Sao càng chơi càng thấy thua vậy anh em? Ui, khó thế. Bắt đầu cảm giác là nó càng khó đấy các bạn ơi. Không biết là với mọi người như nào chứ với Vũ là càng ngày Vũ càng thấy nó càng khó đấy. Càng ít tiền này, đồ thì càng tốn.
Ôi, mấy con bóng bầu dục này trâu đấy. Vai trưởng thật. Mấy con bóng bầu dục này trâu thật đấy các bạn ạ. Có gì đặt được là cứ đặt nha. Ui, ấy hàng ở dưới mất tôi. Không 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 không. Không không, min, 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 min. Ôi không. Ôi, à, hàng dưới còn mà. Trời ơi, anh cũng nhầm. Trời ơi, sao nó khỏe thế. Ừ, vẫn chưa đi, mày quá. Trời ơi, sự chống đối trong trong vô vọng của Bullet. Ăn đi. Ê. Này ấy. Quá nhiều sơ hở các bạn ơi. Lộ ra quá nhiều điểm yếu. Không sao. Mình nghĩ là vẫn sẽ không thua đâu. Các bạn hãy tin tớ. Sao chúng nó vào được cả trong đây vậy. Đừng mà. Đừng min đâu rồi. Min của tôi đâu. À, vãi lều con kia đi qua luôn kìa. Mình cần một cơn mưa băng giá đó. Cơn mưa băng giá. Xóa tan mọi sườn thù. Nào. Ôi cơn mưa băng giá không đi con này luôn. Vãi lều thật. Tại sao? Why? Mình. Boom. Trời ơi. Thật là chua mà. Quá là chua các bạn ạ. Đắng cay chua xót quá nhờ. Rồi để này đi. Thôi giờ đỡ được miếng nào hay miếng đấy các bạn ơi. Nhìn nhìn một này nó ghê gớm quá. Ui. Chỉ có hai cái tên to thôi mà nhìn chua thật. Mấy cái nào miễn phí thì cứ lôi ra và đặt hết đi các bạn ơi. Cái nào miễn phí lôi ra đặt hết đi. Sao nhìn cái tên này có vẻ chua quá, chua quá. Cần mấy kề này mà bây giờ hết đồ rồi các bạn. Hết đồ ăn rồi, mấy cái đồ miễn phí à. Lửa miễn phí cứ mang ra đặt thôi. Hy vọng là vẫn thắng được các bạn ơi. Xây thêm một con đạn đuổi này. Ui con này nhìn. Con này nhìn nó ghê quá à. Ôi chết rồi. Không sao không sao. Nó ăn nhanh quá. Tự nhiên cõng rắn về cắn gà nhà thế này. Ui ơi. Cố lên ông mày vẫn thắng. Ui. Một tình huống gọi là cõng rắn về cắn gà nhà cực kỳ hay. Chơi game tư duy bằng không các bạn. Ai? Đó là tôi Vũ Lít. Tư duy bằng không. Ủa. Ủa. Cái nấm này là cái nấm thường mà. Hình như là nó nhảy xuống một cái hay sao ấy các bạn. Hình như cái nấm này nó có nhảy xuống một phát. Mình cũng chả biết nữa. Mà thôi, hôm nay ăn hành như vậy đủ rồi. Mình sẽ tạm dừng clip ở đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bấm like. Cũng như là đừng quên chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì goodbye.